Tiếp tục các bạn. Hỏi cháu đi, bia mà cháu thì no anh. Chạy. Bây giờ xuống nhà ngồi ăn luôn nha. Trời ơi, chút nữa ăn với mấy bạn con bà Tì. Cậu ngồi với Út con đi. Còn con nữa hả? Đâu con, đâu con bạn gì mấy người đi từ thiện đi hết á. Ờ. Vô lại hả? Đâu muộn nữa. Vậy? Anh Bình. Anh Bình hay vậy? Ngã nghe. Ôi. Ai vậy? Ghê. Ai chạy mô tô hả? Không biết. Ghê. Chạy coi coi. Ôi ghê hả? À đồ. Cô đó người ta luôn ba. Cái này bao giờ? Thêm nữa. Ô. Cô đó người ta. Ôi ghê vậy chạy mô tô hả? Dạ. Ghê hả? Ghê hả? Ghê hả? Nói nghe nè. Hồi nào tới giờ chị chưa ngồi mô tô lần nào lát chỉ cho chị ngồi thử nha. Thử vòng ha. Chít chít. Ghê hả? Quên ốc tia tan luôn hả? Ôi ơi, ốc tia tan luôn. Ghê hả? Chào mọi người. Lâu quá không gặp. Chiều nay bị thợ nói gì má? Hả? Chở cái gì cho vui. Ốc, chú này là chú hai. Chú ở trong ở cài á. Mấy chú chắc ở gần đây hết rồi. Chị nghe hỗn hỗn chị tưởng thằng nào đi lạc vô đây vậy, tính ra túm đầu rồi. Ra chặn đường quá. Cái thằng này nó phá làng hoa sớm hả? Ừ. Cởi áo ra cho mát đi. Cưng chạy tự tỉnh xuống đây hả? À, sáng đi qua bên em quét mộ á. Ờ. Quét mộ cái bản mới quay. Ừ hả?
Có tắm rửa gì không? Dạ, chiếc đó. Tắm hay chó mát? Đi đường bụi xe này bụi lắm. Xe kia không bụi, xe này có bụi. Đi tắm hay chó mát thì chút nữa kìa chơi. Sao mơ thai uống nó khỏe đó anh hai? Ly, ly con chứ, ly này uống nó được. Không, rớt cái ly nhỏ. Nhỏ đâu? Để mẹ, ly nhỏ. Không, ai uống ly bia thì chú hai uống ly đó. Uống vậy chắc chú chết xấu. Ông Kiệm nói sẽ cho em không? Hả? Thì cho em không? Biết đâu quên này. Cho em tặng để này mày thôi cũng hết. Đúng rồi, đúng rồi. Có mình để mà mình phải lấy cái bọc bổ bình tùm nó chứ không mình gàn lại mới đậy nắp lại nữa nó mới giữ hơi, còn không nên nó mới để cho đậy nắp kia không nó giữ hơi. Rồi mấy nít ruộng ngày mai hơi còn khúc. Trời lâu lắm mà. Chú tên gì? Hết ra. Hả? Út, Út. Chú tên Út luôn. Tên Út luôn à. Út tên Út. Chú hai với mấy cậu với cháu dùng tự nhiên nha. Ủa Vinh xuống đâu vậy? Vinh nó đi tắm rồi. Chạy ra ngoài săn đón rồi. Hồi nãy nghe ủa hả? Xe mô tô, Vinh nói mua mô tô gì á. Ủa thằng nào đi lạc vô đây tính. Dì Hương thích sưởng ra nhìn ngon. Dì Hương có thử chưa? Dì Hương có sợ. Dì Hương thử miếng nữa coi ra sao. Vừa ăn không? Thắng hả? Không, ngon vừa lắm thanh. Thanh thử miếng, thử miếng. Thử cái bạn cái lành vừa không? Vừa. Thấm mặn không? Thấm mặn, thấm mặn. Thấm mặn, thấm mặn. Vừa ăn. Cái này dầu bánh mì ngon lắm. Vinh ngồi chơi Vinh. Đây lên bằng xe gì? Đi xe máy lần trước. Xe máy vậy? Xe đó kêu bằng xe máy hả? Xe máy là tới có xe nào không có máy không? Xe hai bánh. Rồi chơi con. Dạ dạ. Rồi chơi Vinh. Lấy nước ngọt cho anh Vinh uống đây. Con nhà ở đâu? Con ở trên Sài Gòn. Sài Gòn góc góc của Bến Tre luôn. Bên Dầm Trơm á. Chả nào? Chả Tân Hào. Tân Hào. Dầm Trơm hả? Anh Vinh uống mày ốc hai. Tân Hào đó. Ốc hai Pepsi. Tinh Lễ chỗ là Dọc Đồng rồi đó phải không? Ở nó giáp với Tân Thanh rồi luôn. Dạ đúng rồi. Hồi đó bộ đội ông Cống là đóng ở Bò Dê ở Tân Hào. Ông cái câu mà hồi đó ông giết thơ ông đưa cho mấy. Giờ ở Sài Gòn ở đâu? Ở chỗ nào? Hóc Môn. Bơm dạ. Một 8 không gì cậu. Cũng tiếc giờ chú thấy qua này quá hổng đá hao uống gì hao đá. Hát này chưa giới thiệu cho bạn hát nha. Con đánh mày với đâu. Hát đi mà. Như vậy. Em giới thiệu cho bạn anh là Tuấn là hát là tâm sự tôi đi ha. Rồi, về đi. Tâm sự đời tôi. Tâm sự đời tôi. Đây là ổi. Ôi, chị dùng lửa, chị dùng. Ôi, chị khách. Chị dùng lửa hả? Lửa tình cái nha. Ôi, chị dùng lửa, ổi ngon ha. Ổi gì dùng ngon nè, ổi ngon. Thôi, vậy mốt mua trái cây gì phải kêu chị dùng lửa mới được. Chị dùng chuyên gia ăn ổi mà. Ủa? Ừ. Chuyên gia ăn ổi hả? Chị dùng chuyên gia ăn ổi là chị dùng lửa ổi. Có nào chuyên gia ăn? Chiều nay chúng ta chuyên gia ăn ổi. Chiều nay chúng ta sẽ được ăn chấm ái đồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại vì anh Hòa thì anh cũng yếu mắt cho nên là đôi khi thì đắt tiền cũng không ai mời, cho nên là tới đây cho vui. Wow, dân chơi dữ à. Lát nữa em kêu nó người tích ghê. Để chút nữa tích nát cắt ok à. Dự định nó chèo chị Khánh mấy hùng nữa. Ai biết đâu. Sớm giờ chị Khánh uống cỡ 10 hùng hả? Ủa, 2 hùng 19. Sáng giờ nghe 2 hùng. Thôi, dư ngon dữ rồi. Ôi, đúng là một người thợ không thái. Quá ngon luôn á. Chị Khánh hát không? Chút rồi tết. Chiều đi ha. Chiều mấy người này về chị Khánh quẩy mình. Chiều anh Đạt rủ làm sinh nhật cho anh Bình nữa kìa. Anh Đường. Nãy á, anh Đạt có gọi cho Khánh, anh Đạt nói là bữa nay sinh nhật của Bình. Ha. Nói là sinh nhật cho Bình nghe. Cái là anh Đạt nói vậy mà chờ hoài không thấy Đạt xuống, chắc là anh Đạt tính là nói này là sinh nhật cho Bình Tòm ở tên trời của Bình Tòm luôn á. Nãy giờ quẩy xuống. Anh Thuận xe cốt thì anh Thuận xe cốt đang dơ. Thành viên mới. Sao nãy giờ con qua hú hết con? Nói tụng họp đi chứ. Ở dưới cài lên, ở dưới cái này mới. Thành hết. Thôi là vui. Chị đám màu sáng giờ thịt trơn rồi. Anh sẽ cuốc kìa. Anh sẽ cuốc. Giờ lên sẽ cuốc. Vì hơn khách nhận đây thì cũng mua mấy giờ ở đây cũng. Qua đây luôn. Thấy cuốc. Ngồi đi anh Hồng. Mấy anh hãy chú ở đây thì hay đi từ thiện với em á. Ở đây là anh xe cuốc chuyên gia cuốc cuốc mắt của bé. Bia chứ này ngồi uống được. Không hả? Không làm gì đó. Đó đi. Không phải là mạnh. Rồi, người điện nói chẳng ghệ giống ngay. Con cá đây, rồi. Cá điện, không phải là mạnh nữa. Không bắt. Không bị do không? Mình gắt đá đó. Chị cho Khang uống nước ngọt thôi nha.
còn sao ngày mai còn quà, ông quà thì ngồi sau cho ông uống bia bữa cho nó hôm nay giờ tết bữa ha. Không phải gì cho hay không mà em tự em uống. Tự uống nước mọt. Không phải gì cho hay không mà em tự uống. Mà cưng uống đi, chứ uống vậy uống nè. Em biết có thể em mà. À, thì tốt. Hồi xưa mình có biết bọn lên nói rồi, bữa nay cũng chạy game thôi. Mày bên đây đâu có quần hả? Chậm quá ha. Chậm quá ha. Nên sáng giờ làm gì? Sáng giờ đi nhậu với mậu. Dạ hả? Đồ với mậu để nhậu với mậu luôn. Bữa nay là ngày 20 phải không? Cậu Sơn, cậu với mậu sáng có bán không? Bán xong thì đi quýt mậu luôn, quýt mậu chung dòng họ luôn, cái dây tắc luôn. Hai chị hai lên hồi nào vậy? Mới lên 8 giờ. Dạ. Bữa nay em xuống thành phố em chơi. Mỗi ngày xuống quay chỗ bán không? Dạ. Hai chị hai là bán giải luôn hả cậu? Bán đồ ngủ với bán tất cả đồ gia dụng sử dụng gia đình. Thiếu cái đó đó. Vậy là điện máy chạy lớn. Đúng rồi. Điện máy chạy lớn. Có gì thế nào? Dạ, nó có xanh vậy.